À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Wat Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của nhà Pompey cùng với Viện Nguyên Lão và Nhân dân La Mã để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì các phe phái của La Mã, của nhà Pompey và Patrick và Cohue và Viviri đã cùng nhau đánh chiếm. Bây giờ hiện tại mình đang chiến tranh với hai phe của La Mã rồi, đó là Lepidus và Octavius. Tiếc rằng là mình không thể hòa bình với thằng nào được cả. Mình đang muốn hòa bình với thằng này, nhưng việc đó e là hơi khó đấy. Mình chắc chắn rằng chỉ trong vài lượt nữa là thằng Nubian này nó sẽ chiến tranh với thằng này. Đó là vấn đề thời gian thôi. Nhưng bây giờ mình cần có một sự ổn định nốt với cái thằng Mark Antony đã. Mình nghĩ mình sẽ đàm phán nó bằng một hiệp ước để chiến tranh với một kẻ thù nào của nó mà kẻ thù đấy không thể đánh được mình. Mình không chắc lắm, nhưng mà mình nghĩ là thằng này, để có một cái điểm chung giữa hai thằng. À, không chịu. Gods give me patience. We will never agree to throwing away life. À, không chịu. You expect too much. Thằng này our lives will not be thrown away on such chắc a phải cho nó tí tiền adventure. À. Ôi, 2000. À, không chịu. We do not bite like dogs. Chắc là vài điểm nữa thì được. Nhưng mà hiện tại giờ thì mình hết mất tiền rồi. Kinh tế của mình bây giờ đang gọi là sập nguồn rồi. Mình phải phát triển kinh tế một chút xíu. Phát triển đi. Có thể mình sẽ phá cái nhà lính chưa đạt bộ. Bởi vì bây giờ vừa mới khôi phục quân thành này, quân chưa hồi được. Cái hạm đội này thì sẽ cho vây cái... Đứng ở đây kiếm cái tiền đấy nhỉ. Bây giờ mình phải lo phòng thủ chứ. Quân của mình bây giờ đang phải lo chiến tranh ở nhiều mặt quá. Thằng Ai Cập thì nó đang đánh nhau với mấy thằng châu Phi rồi. Mình tin là sớm hay muộn thì thằng Ai Cập nó sẽ đánh nhau với cái thằng đệ của thằng Lepidus, và Lepidus sẽ chiến tranh với Mark Antony. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và nhưng mà là bao giờ thì mình cũng không biết. Rồi bây giờ rồi. Bây giờ quân của mình đang được cộng rất nhiều vào giáp và đam các kiểu. Thêm một quân đoàn nữa đây. Có được 1000 một lượt cơ. Khá tiền đấy nhỉ. Chúng ta có lẽ chúng ta cần một thằng spy ở khu vực này. Hiện tại thì mình đang duy trì một spy ở khu vực phía nam này, nhưng mà chắc mình cũng cần thêm một thằng nữa ở phương Bắc để do thám tình hình quân địch. Không đủ tiền. Chưa biết thằng này nó thế nào. À, lãnh thổ nó cũng khá khá đấy. Nếu mà thằng Ai Cập đánh nó là sẽ gặp rắc rối ấy. Mình thì bây giờ cũng khá thân với thằng Nubia này. Lepidus. Welcome. But expect scant pleasantries. Không chịu. Chắc mình phải đập thằng Rome đỏ một cơ số nữa thì chúng nó mới chịu. Hết tiền không sửa được nhà. Thế mới a cay. Rôm đỏ chưa dám. À, rôm đỏ này mình vừa mới kéo hạm đội sang bên kia phát nó đã cho đây rồi. Cộng 4 văn hóa Latin cho tất cả các vùng. Ready for orders. I don't care how tired you are. Trong ngắn hạn thì nó chưa đánh được, nhưng về lâu về dài là mình cũng gặp vấn đề đấy. Lực lượng của mình quá mỏng. Ready for orders. That is a dangerous course. At your command.
We take this settlement for Rome. Trong ngắn hạn thì chưa gặp vấn đề gì, nhưng mà bây giờ thì mình phải công thằng này ạ. Nó không có nhiều quân mạnh lắm đâu. Không nhiều quân mạnh lắm, nhưng bây giờ mà mình đánh auto mình dễ bị thiệt hại nặng. Bởi vì mình đánh bằng hải quân trước mà. Lục quân của mình chạy chưa tới. Ai da. Dù sao chúng ta cũng phải phát huy sức mạnh của hải quân Pompeii. Sẽ lại có những trận đánh khó khăn. Ôi chà, quân đồng minh của mình sẽ tiến vào khu này thì mình sẽ tiến để vào đây đi, đỡ phải xa quá. Rồi, lã luôn chúng nó cho anh. Tới đấy nhá, xem nào. Our reinforcements have arrived. We will hunt them out. Forward. Hack them down. Ships waiting. Tập trung vào bắn thằng này. Chà, chạy nhanh gấp nhỉ. Không kịp à? Kịp không nhỉ? Chắc kịp chứ. Bắn sập trên chuyến hạm nó xuống. Nhanh. Our general is under attack. Ai chả? Nó tấn công thuyền của mình à? Rude and ready. Faster. Attack. Tất cả đám này chuyển sang đâm hook nhanh cho anh. Xoáy, chiến hạm kia của nó bị sập rồi. Ôi oh. Ready, willing and trèo lên. Trèo lên thuyền của nó, nhanh. Tất cả đám này hút. Rồi, nhảy sang. Úi dồi. Ai già. Thương vong nặng quét nhở. À rồi, xong rồi, thuyền của nó bị chìm rồi. Phù, chẳng dễ dàng chút nào. Rồi xong rồi, mọi việc đã xong. Assault ships ready to attack. Ready and awaiting orders. Lần này chúng ta sẽ tiến vào cái cổng chỗ này à? Ai chà, chỗ này nó có thành cái cổng rồi cả. Thành này cấp cao hơn thành kia một chút xíu à. Đô đốc của chúng ta sẽ tiến vào đây. Xong, lực lượng trên biển đã hoàn thành. Lực lượng trên bộ đâu à? Tiến ra bờ biển đi. Tiến vào từ cái cổng. Này lúc nãy nó chỉ là một cái bức tường, bây giờ nó đã thành cái cổng thành, gớm thật. Bơi nhanh lên xem sao nào. Cái thuyền pháo này nó cũng có khả năng đâm hook tương đối đấy các bạn ạ. Nên là khi cần thì bạn có thể chuyển từ pháo hạm trở thành bắn
thành đâm hút cũng được. Tuy nhiên là so với các cái thuyền khác thì nó không bằng, nhưng mà với những cái thuyền nhỏ thì nó cũng ăn được. Mà nhất với một đơn vị là hải quân của Pompey, những người mà có biểu tượng là hình con cá heo thì đã nói lên rằng là ông ta mạnh về cái gì rồi. Gia tộc Pompey mạnh về cái gì rồi, đúng không ạ? Biểu tượng con cá heo. Rồi, chúng ta sẽ ổ bộ vào cái thành này. Những trận chiến với La Mã thì không bao giờ là dễ dàng, bởi vì là nhất là Rome đỏ, kẻ đã thống nhất, theo lịch sử đã thống nhất La Mã, thì chúng ta không dễ dàng gì để có thể ăn được đâu. Chà 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 chà, tiếp đi. À, hay quá. Các bạn thấy không, mình chưa có thuyền, chưa có pháo nên mình xe bắn đá nên mình vẫn sử. Mà thực ra cái xe bắn đá thì cái lượng đạn pháo của nó rất là ít các bạn ạ. Nên là sử dụng pháo hạm đánh các cái thành ven biển là rất là tuyệt vời, bởi vì là cái lượng đạn pháo nó rất nhiều, các bạn có thể bắn rất là thoải mái, nó không sợ hết đạn. Tất nhiên là vẫn hết, nhưng mà cái mức độ để mà hết được thì nó cũng ngã ngũ rồi. Và pháo hạng của chúng ta càng ngày càng bắn tốt hơn đấy. Có thể mình cho đô đốc của mình chờ chứ, bắn sập cái cổng thành đã chứ nhỉ. The enemy's tower has been destroyed. Tuyệt quá. Phá tiếp bức tường này cho anh. Cái binh đoàn Lê Dương của mình nó tiến dần lên. Ai chà, nhìn trông như cái hộp ấy. 44 này, bỏ lên, phá lấy một lỗ để chui vào đấy. Mà không biết bọn chúng nó đứng gác đây không nhỉ? Chưa đối đầu với bộ binh của nó mà. Nó vẫn còn nguyên bộ binh. The walls are breached. Rồi. By your command. Phá lốt bức bên này cho chúng nó không tiếp viện được. First cohort, advance at speed.
tường này sắp sập rồi. Bọn chúng nó cũng đứng ở trên tường thành mấy nhỉ? À đây rồi. Quân của nó bắt đầu di chuyển ra đây rồi. The walls are breached. Vậy thì tốt, tháo hạ rồi đứng ra đây. Chà, chúng ta điều quân tới anh em, chuẩn bị. À, từ. Artillery ships ready. Biển của La Mã đẹp phết đấy chứ. Và cái thành của La Mã nó có một cái độ gì đó trông nó văn minh, không giống như mấy thành ở Thần Dợ. À, line test của chúng nó đây cái gì? Pass cohort. À, ném lao vào mình. Bắn. Vẫn thích đứng ở trên này à? Bắn cho nó sập luôn. Kiểu gì ấy nhỉ? Ném vào đây xem nào. Dồi ôi, cái đội laser của nó ăn đủ đạn đó. Ai chả, con thua. Chúng pháo lạ chết bọn này. Víu ra dữ dít ở đây thì bắn cái gì? Bắn vào đây. Đội laser này bị thương nặng quá nhỉ. Không sao. We await your command. Artillery ships reporting. Ready and awaiting orders. Pass cohort. 42%. Sập rồi.
plant pause. Move out. Moving out. To the oars. Mày chết. Úi dồi ôi, sao không phân nói. Chết bớt à. Úi dồi. Đá lốt bức tường, cho hết quân tiếp viện ra đây luôn. Nhắn cho mấy thằng phi lưu vớ vẩn rồi. By your command. Sập lốt bức tường đấy, cho phân tiến vào thôi. Hai phát nữa. Kết thúc. Kết thúc nào. Mày chết mẹ mày. Wow. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Bắt đầu tràn vào rồi. Phá mấy cái tháp canh cho anh. Úi dồi ôi. Chà nó. Thôi 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 đám này. Bắn bớ gì bên đấy. Ready and awaiting orders. Give way. Hard on the oars. Move out. Orders. Fire on shore targets. Destroy shore targets. Ăn được không? Bọn lên dương La Mã này chúng mạnh thế. Ủa, thằng này có biết đánh nhau không đây? Có gì cả đây cơ mà. Ui, à chúng ta lại chiếm được điểm. Đây à? Mình chạy ra đây à? Đâu rồi, đội kỵ binh rồi.
đùa mấy thằng này thôi. Ui dồi ôi, lấy nhau với các đội Lê Dương không thể nhanh. The enemy's tower has been destroyed. Rồi tháp canh nó bị vỡ rồi. Đội kỵ binh nó vào rất nhanh. Trận chiến giữa những người anh em. Ai ồ. Ôi giời. Ồ. Thanh niên này. Ái chà. Nó chết ngồi à? À gục. Our enemy have lost a victory point. Chúng ta đang chiếm được cái điểm điểm này rồi. Tinh thần chiến đấu nó đang suy giảm rồi. Ôi, đội này của mình thương nặng thế. Nó chiến đấu cũng lì nhỉ. Ôi trời, lại một trận đánh cũng không đơn giản thế nào. Mặc dù chúng ta giành chiến thắng nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Đánh nhau càng là... Nói chung cái chiến dịch nội chiến Rome này thì không có trận nào là dễ dàng khi mà các phe phái Rome đấu với nhau. Bởi vì thằng nào cũng mạnh cả. Đô đốc hải quân của chúng ta lên một cấp nữa. Tăng cái này, tăng di chuyển cho hải quân này. Thêm một tí tiền. Đứng vào thành. Ồ. Chiếm được thêm một thành, có thêm tí tiền này. Nhưng mà không có tiền để sửa chữa cái gì cả. Qua lượt tiếp theo đã xem tình hình nào. Thằng này nó đánh làm trò gì. Mình còn đang cần tiền để xử lý cái vùng này. Rồi đập cái nhà lính này được rồi. Đã có tiền xây cái gì đâu mà đập. Nubian. Nubian sẽ chiến tranh với thằng What the hợi. Nếu mà nó đánh nhau như vậy thì chúng ta sẽ tác chiến trên biển. Và tác chiến trên biển mà chúng ta là lục quân thì chúng ta thua SML luôn. Nhưng tất nhiên mình không ngu mức độ đấy. Chúng ta sẽ học vào cái Diplomacy này để nó tăng điểm ngoại giao lên đã này. Có điểm ngoại giao chúng ta sẽ cố gắng đàm phán được vài cái vấn đề. Rồi. Rồi. Đã lên bờ. Đã lên bờ. Và thằng này không dám tấn công đâu. Khẳng định luôn. Có thể mình sẽ phải thành lập thêm một quân đoàn nữa. Mang tính chất biểu tượng thôi. Tất nhiên không thể gia nhập Popeye được. Patrick Cohen. Sao nhập Patrick thì nhiều tướng đấy. Và Patrick vẫn chưa có tướng. Đây là tướng của Viri. Patrick chưa có tướng nào cả. Patrick có lẽ phải thành lập một tướng ở khu vực châu Phi. Mua một thằng mang tính chất biểu tượng và đồng thời chúng ta sẽ... Cả Optic Order và chính trị gia. Đây rồi. Cần chính trị ra. Ready for battle. Cần chính trị ra. Cần chính trị ra. Quân đoàn này hồi phục hoàn toàn chưa nhỉ? Vẫn chưa hoàn toàn à? E rằng nói tiếp thì hơi khó. Và nếu không thì sẽ là
liên hợp với hai đơn vị này. Nhưng mà public ở vùng này nó khá chứ nhỉ? Chuyên thua máy. Diplomacy. You are welcome, but that you speak of peace when I... welcome, but expect scant. Let me đất không chịu cắt nhỉ? Lượt này chắc e chưa đánh được này. Thôi để lượt sau đã. Qua lượt đã, để hồi hồi quân. Hồi chút xíu quân đã. Cái gì đây? Warfarvers với... Talik, nghiên cứu công nghệ Talik à? Là cái này á? Rồi mà War for Work là cái gì? Còn mấy cái sự kiện đấy thì nhiệm vụ đấy thì mình cũng không cần thiết đâu. Cái chính là bây giờ mình làm sao mình ổn định được lãnh thổ cơ. Bây giờ thì đây cho anh chính trị gia này vào đã. Để tăng tiếp điểm trung thành và đồng thời chúng ta sẽ có thêm một vấn đề nữa. Ngoài điểm trung thành thì nó sẽ tăng cả điểm ngoại giao. Mình nhận ra cất rất cần cái điểm ngoại giao. 76% phe của mình hơi thấp. Trừ 2 trung thành cho tất cả các phe phái khác, điều đó là không tốt. Phe này có vẻ hơi đông đảo nhỉ? Được. Dù gì thì mình cũng cần ngoại giao với bọn này. Rất tiếc. Chúng ta hết cái để ngoại giao rồi. Mình cần một chút ngoại giao nữa. Không có nhiều tiền. Đánh vào rôm đỏ bây giờ thì mình sợ lực lượng của mình quỵ mất. Chắc rồi, vùng này slow mất rồi. Mình quên mất một xây cái gì rồi. Thất bại à? Thật là nguy hiểm nhỉ? Patrick Cohill chết mất một vụ nữa rồi. Vậy phải cho nó lấy vợ tiếp à? 24 điểm vẫn được. Tăng phá kệ điểm trung thành của nó lên. Tiếp tục đi làm ngoại giao cho anh. 32 điểm. Để xem tình hình ngoại giao như thế nào đã. Đây rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công cái cảng này. Có vẻ như thằng Rôm đỏ không còn nhiều quân nữa rồi. Nhưng mà mình nghĩ là để chắc chắn thì mình nên cho hai quân vào đánh. Không phải mình sợ nó, mà mình không muốn thương vong quá nặng cho các đơn vị quân của mình. Victory for Rome. Và trận này thì easy vậy. Rồi. Tuyệt vời, Emperor của chúng ta lên cấp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cộng vào cái gì nhỉ? Cộng cái nhánh cái này cho bạn thôi. Cộng vào quãng đường di chuyển là quan trọng nhất với mình. Ôi, nó có nhà lính đời 3 này. Có thể tuyển được Praetorian rồi này. Vãi nhỉ? Nó xây cả nhà lính đời 3 rồi. Đây này.
Mà tiền đâu mà nuôi cái bọn này? Nó đắt thì cũng chả đắt hơn là mấy đâu, nhưng mà chưa cần thiết. Đóng cái hạm đội ở đây à? Khu vực châu Phi này đang ổn. Tiếp tục phải đi ngoạn ra tiếp. Phe nào trung thành thấp hơn? Phe này. Ngoạn ra bọn Ai Cập cho anh. Chúng ta cần có một sự cân bằng ở khu vực châu Phi, tránh việc bị chiến tranh bây giờ. Mình ngán nhất đến bây giờ. Cái gì phải đến đã đến rồi. Ba phe Rome đã quyết định đánh mình rồi. Bây giờ thì mình chưa biết là mình phải làm gì, nhưng mà chắc là mình sẽ phải đàm phán hòa bình với một thằng ba thằng này chứ nhỉ. Rồi, chính trị gia lên cấp. Bị tất cả các phe phái La Mã nó quay vào nó đập, đúng không? Một cái sự kiện tào lao gì đây. Thằng khỉ đây. Speak quick. Lepidus. You are welcome. Rome đỏ. Greetings in the name of the state and so. Không ổn rồi. Không ổn. Nhưng bây giờ mình làm sao để bảo vệ được châu Phi nhỉ? Vấn đề là làm sao để bảo vệ được châu Phi? Ready for orders. Thằng này thì khả năng cao nó sẽ khó mà công được cái thành này của mình. Đây mình có một đội Lê Dương, Veritan Lê Dương và đơn vị gác làng. Nó có thể pháo. Quân này của nó thì hơi khó để có thể ăn được cả thành. Vấn đề bây giờ khu vực phía nam này của mình có quân đoàn này nhưng lại không có quân. Bây giờ mình mua thêm quân thì mình lại không có tiền. Làm sao ta? Commander. Càng ghê nhỉ. Hôm nay chuẩn bị mua cái xe bắn đá. Mua xe bắn đá. Trước mắt thì mình có lẽ mình tăng cường thêm hai đội kỵ binh ở đây đã. Để tăng cao cái khả năng phòng thủ. Mấy cái thành này có 10 quân, nó chưa thể tấn công được. Rút tạm cái hai quân này về phía nam lại. Vâng, và cuối cùng thì tan đầu chế đã quyết định tấn công Pompeii. Và bây giờ thì tình hình rất là vui, khi tất cả các phe phái La Mã đã chung đều tấn công chúng ta rồi. Và bây giờ thì để xem mình chống đỡ thế nào nhá. Để xem mình chống đỡ thế nào. Trong ngắn hạn thì mình chưa sợ đâu. Mình không biết là cái vùng trên này nó tăng cái gì nhỉ. Cái phòng vùng Patrick Success chúng ta được cộng tiền, hay quá. Cộng 5 Public Order, hay. Tuyệt. Vùng này nó hỗ trợ gì? Tăng morale cho tất cả đơn vị được tuyển. Còn cái vùng này thì nó lại tăng tăng giáp. Morale thì đơn giản thôi nhưng giáp hơi khó đấy. Rồi, thanh niên này cứ đứng ở đây đã. À, quân của mình đóng ở đây thì nó không ăn được đâu. Cái thành này thì ba phá đi để xây cái điện thờ tăng, để nó tăng public order lên đó. Tuần sau sẽ phải di chuyển xuống phía nam. Căng nhỉ.
chưa thấy thằng Mark Anthony đâu cả. Nhưng mà chắc là mình vẫn phải mua thêm ít thuyền pháo nữa rồi. Lên đây đã. Mua thêm ít thuyền pháo cho cái hạm đội phương Nam đó. Nếu không thì mình hơi khó phòng thủ đấy. Rồi. Không cần. Hannibal ở cổng. Thằng Rôm đỏ. Patrick. Ồ, chúng ta liên tục được cộng tiền, rất tuyệt vời. Tăng trung thành 15 set cho mình à. Hay quá, đúng lúc nó cho mình tiền, đúng lúc mình cần. Cho tiền đúng lúc mình cần. Hay quá. Hạm đội này tiến lên. Hạm đội này tiến lên. Đây rồi, chúng ta có thể xây dựng công trình hỗ trợ đấy. Một công trình nữa. Cái này là điện thờ 7 cái cơ. Hải quân của nó chưa tiến được đến đây. Góc độ gì thì góc độ, chứ ở chỗ này thì nó không dám tấn công. Bởi mình nó có 10 đơn vị phòng thủ ở thành. Quân mình có 10 đơn vị phòng thủ thành. Rất may là chúng ta được bonus thêm khá nhiều tiền. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp nhà cửa lên đã. Khu vực châu Phi. Đền thờ thần Poseidon. Nào, chấp cả 3 thằng La Mã luôn. Vào đây, hội đồng đi. 1, 2, 3. Thằng Ai Cập này. Greetings in the name of... Chết rồi, thằng Ai Cập mới là thằng đáng lo. Admiral. Không biết mình có chạy kịp đến không nhỉ? Hy vọng là kịp. Chờ một chút xíu để có thể phát triển ở một từng vùng một, mình sẽ ăn từng thằng một. Khi nền kinh tế khá hơn. À, infantry. Lại sinh con. Vãi nhờ. Bọn này giỏi đẻ thế. Lại đẻ con tiếp. Ồ, cái chiến dịch này được đấy. Bọn này rất biết cách đẻ. Úi dồi ôi, trẻ con đông như kiến thế này. Sao cái chiến dịch kia của mình nó lại không thèm đẻ cơ. Ngoại giao với Nubian cho anh. Tuyệt vời, điểm ngoại giao luôn. Điểm trung thành và điểm ngoại giao đều rất cao. Do chúng ta đã có các cái chính trị gia đứng vào trong các quân đoàn của các cái thằng tướng phụ của mình. Đúng này chẳng hạn. Không đánh được. Mình đánh ra mình toi luôn. Ồ, hạm đội này á. Chắc không có cửa đánh vào đây đâu. Đây đã, xây cái này để có xe bắn đá đã. Ba cái xe bắn đá. Hơi căng nhỉ. Thằng khỉ Ai Cập nào ấy đến tận đây. Chết thật.
Mình đã để chí dụ di chuyển đường dài nó đánh được mình không nhỉ? Không tới. Nubian. Ai cập. Ai cập có đội hình pha lăng. Cập định ăn mình à? Thằng Ai Cập nó định ăn mình. Success. Rồi nó không thể di chuyển được. Spy lên cấp 5. Công thành mình bây giờ vất đấy nhỉ. Làm nào đàm phán hòa bình với mấy thằng Rome đi. Come then, speak. The people will consider. Làm thế nào nhỉ? Dù sao thì mình đang kiểm soát được 4 vùng. Mua xoay bàn đá đã. Nên làm nhỉ? Kinh tế đang nguy khốn này, mua nhiều quân quá. Mình tối đa các số lượng hạm đội à, vẫn còn thêm được một hạm đội nữa. Cần thêm tàu hải quân. Toàn Pompeii này chết dở. Cho các phe này nó đến vợ. Thằng Nubian. The pleasures of my household are. You serve your master. Ra khá thân với mình rồi mà nó vẫn chưa chịu. Thằng này không thể nào mà hòa bình được với nó à? Welcome, I suppose. Nó chiến tranh. Ready for battle. Trời đất ơi. Nó vây kín nhà mình. Ăn mình à? Chắc là mình đang ở chế độ hành quân này. Tinh thần nó sẽ hơi thấp. Nó lại còn có con voi nữa kìa. Phải ăn thôi. Chả có cách nào khác là đành phải ăn thôi. Chà. Hai thằng màu xanh đánh nhau à? Battle group ready. Trận này khó rồi nha.
Trận này khó rồi nha. Battle group awaiting orders. Có lẽ mình sẽ hy vọng vào đội kỵ binh của mình. Chắc chỉ có thể hy vọng vào đội kỵ binh thôi. Battle group ready and awaiting orders. We await your command. Nó có voi, một điều rất đáng sợ là nó có voi mà trong khi bọn ném lao này của mình lại không có ném lửa. Nó lại còn có đội hình pha lăng nữa chứ. Cái này, Kikemen. Chết thật. Voi. Chèn qua quân nó này. Sao lại Ala ở đây? Thời này làm gì đã có Ala? Tầm xa của nó trước. Ui dồi mấy con ngựa ngu. Support ships ready and waiting. Set orders. Rồi xong mấy con ngựa của nó rồi. Bây giờ phải làm nó lùa được với thằng tầm xa của nó nữa. Cái chính là phải giết được con voi này. Orders. Support ships ready and waiting. Tướng của nó đấy. Càng lắm mấy con voi để nó đập đau lắm. Ôi một con voi nó vào. What the hợi. Rồi ném tên vào nó. Mấy con voi này bị tên lén là nó cũng kia cả không có tên lửa. Úi dồi, găm đầy tên vào người mà không chết à? The enemy general is dead. Voi nó bị điên rồi, mày chết dám đối đầu với La Mã à? Support ships at your command. Nó mới là vấn đề. What the hợi đội phim pha lăng này. Nước gây mấy thằng pha lăng này chết. Double time. First cohort. Form Testudo and attack. Testudo. Lừa chúng nó đấy, kéo giãn đội hình chúng nó ra. Ôi toàn Pikemen. Làm sao đây? Rồi giãn đội hình của nó ra, giữ lý đám này á.
Rồi nó giãn được hiểu xong. One of our units has used all its ammunition. Nhanh, nó đang kéo ra ngoài rồi, nhanh. Lùa đã, bắt bằng chết nó. Nó lại đang vào rồi. Đấy rồi, chúng mày chạy lên quận à. Bắt sống ạ. Còn bây giờ ấy, nó đối đầu bọn này mệt. Binh của nó kìa. Ăn. Quay lại. Rồi. Đội kỵ binh của mình làm việc rất tốt. The men are wavering. Romans ready for duty. Infantry của nó là gì? Pikemen. Bắn ném lao cho anh. Đừng có ngu mà cho ném lao mà. Men flee the field of battle. Hai thằng mốt chạy rồi. Rồi, chúng đỡ tốt. Tôi rồi. Rồi tốt, đừng, nó chạy rồi, thôi không cần. Phóng lên đây. Tướng bị tấn công à? Rồi, ok. Dăm ba cái thằng này cặp. Từ từ nha. Mình chỉ ngắn mũi cái đội hình pha lăng ở nó thôi. Bộ binh này Steaming. Kìa, kỵ binh mình thôi, chạy ra đây. Các bạn chạy ra đây, lì đánh chúng nó làm gì? Việc bộ binh của nó để cho bộ binh mình giải quyết. Trong tuổi gì mà nói ăn bộ binh của Nam ạ? Ủa, thanh niên này càng cứng thế, một mình đứng ở đây mà cũng chịu được à? Được. Sau trận này anh sẽ tặng huy chương. Xông lên. Lì với anh. Nó còn được. Ôi, Pikeman. One of our units has used all its ammunition. Từ từ, nó có Pikemen, từ từ đã. Rút từ đây, nó có Pikemen. Có Pikemen thì phải từ từ. Dăm ba cái thằng. Nó đang bị tản mát quân đội. Mình không sợ. Kỵ binh à? Được. Cố gắng đừng để đơn vị quân nào mất tinh thần.
kể với bọn Ai Cập này. Vào nó không vào, ra nó không ra. Infantry at your command. Legionaries at the devil. Orders. Con vào đây. Gì dữ à? Cái giòn nó chắn đúng lối này để không cho kỵ binh của mình xông vào. Riêng bộ binh của mình thì không thể sợ bộ binh của bọn mình cặp. Kỵ binh của mình làm ra móc lốt của mình. Nó đẹp tên này. Rồi, lại ra đây. Khỉ thật. Kinh à, ba lăng chắn thế này à? Cho chúng nó ra đây. Chạy khôn vãi trưởng, chạy bên dưới nhưng chạy. Mình ngắn mỗi cái đội pha lăng kia của nó, bây giờ nó rút đội pha lăng ra rồi làm được. Quái. Đầu với Lê Dương La Mã. Tưởng ăn được Lê Dương La Mã là dễ à? One of our units has used all its ammunition. Vấn đề là đội hình pha lăng này. Legionaries, double time. Advance at speed. First cohort. First cohort. Let's charge! Mình chỉ ngán với bọn này thôi. Phát đâu? Phải sốc nó từ đằng sau lưng thì mới ăn được. Pha lăng khi chưa kịp mật mè. Pha lặng cái này chắc là rồi. Từ từ không mất tinh thần chết. Mới anh mốt gặp đánh nhau vãi trưởng. Sau một đội PK này đó rồi, tốt lắm. Ok kìa. Mình lên dương đứng đánh nhau với bọn PK men. Đánh nhau làm gì? Cho cái bị là lỗ. Đập vào lưng nó đã. Quick march.
hai đội Lê Dương này lì phết nhỉ. Chết mẹ, có Pikemen này này. One of our units has used all its ammunition. Căng ghê nhỉ. Rồi. Đánh vào lưng của chúng nó đi ban được. Pikemen. Đánh vào lưng của chúng nó thì ngang được. Anh không ngu để cho chúng mày tấn công ở đây đâu. Vào đây. One of our units has used all its ammunition. Từ đó đứng đây thôi. Cửa đâu? Sốc. Mỗi hình pha lằng. Diệt ngay thằng này cho anh. Thằng này bị pha lằng rút ra. Rồi. Swift riders at your command. Ready and waiting. Pha lăng thì phải có cái binh sốc ở sau lưng. Ready and waiting. Thôi từ từ rút ra đi. Nó lo chống thế nào thì chọc như kiểu đó. À, lại quay sang này. Rồi tiếp tục. Nào. Turning in our favor. Mari. Năm ba cái thằng Ai Cập. Ready. Xong rồi. Sao đây? Đám đấu Lê Dương làm ạ. Mất tinh thần rồi. Rồi, đi sát cho nó luôn. Trận này mình cứ nghĩ mình thua cơ. Mình sợ nhất là cái đội hình pha lăng của chúng nó. Thế mà mình lại không thua. Không để mất bất kỳ cái đơn vị quân nào cả. Và chúng ta đã giành chiến thắng. Người nói thế thôi, cứ đánh kiểu này thì cũng hại lỡ an não lắm. Nó có đến 4 đội và Pikemen. Patrick Cohen. Lại có Infamy, một sự ô uế rồi. Lại ô uế cái gì đấy? Mấy cái sự kiện này, muốn nó là cái gì cái, nó cũng chả ảnh hưởng gì lắm, mình không sợ. Có điều là bây giờ mình không có nhiều tiền nữa nhỉ. Tốn điển quá. Một đàm phán hòa bình xem nào. Liệu có ổn không? Be welcome and may her. Nó không chịu chứ. Rồi thằng Nubia nó tăng tiến lại đây rồi. Đánh chiếm lốt chỗ này đi. Nhưng vấn đề là bây giờ một đội quân của mình ở đây liệu có đủ. Trận này buộc phải ăn này. Dễ cần, nó chỉ còn đám tàn quân. Quá đánh nhau thua vãi trưởng quá, chết nhiều quân quá. Đánh tay có lẽ trận này mình ít quân, hao quân hơn. Commander.
mày. Đồ đàn bà không ở nhà chăm sóc chồng con lại thích lượn lờ ra đường đánh trận à? Đùa với Lê Dương và La Mã à? Cái công cuộc phục hưng nền Cộng Hòa nó không đơn giản chút nào. Bây giờ mình rất mong thằng thằng này. Greetings, most excellent friend. You speak well. Thất thân với mình rồi, vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Phải quân của La Mã. Mình chưa tiến được, tiến lên chỗ cánh này mình chưa có lực lượng bảo vệ. Hoặc nếu không ít nhất mình phải do thám được ăn cắp lương thực của nó à? Cộng 2 ăn cắp lương thực. Ít nhất mình phải do thám được vùng này. Ít nhất đến đây mình có thể tiếp tục tấn công được. Kinh tế của mình thì không được khá lắm. Tập trung vào châu Phi đã. Mình có tất cả. Vẫn cần thêm một hạm đội nữa. Vẫn cần thêm một hạm đội nữa. Điểm trung thành rất cao. Đám con cháu đông như kiến lửa. Ây da. Ready for orders. Bây giờ mà mình chiếm Rome thì ai chả cho nó auto thắng mà. Nó toàn thuyền vớ vẩn, nó dám đánh mình á. Rất may mình có lực lượng hải quân đây. Nhưng mà với cái tình hình như này thì mình không đưa quân đi bảo vệ thì mình chết luôn ở khu vực phía nam mất. Phí tiêu chuẩn mộ. Chuẩn mộ. Kỵ binh. Tăng trung thành lên. Lại cái tuyển thêm quân này. Ready for orders. Không đàm phán hòa bình được với bọn này. Sang đây. Bả quân sang đây. Càng ghê đấy. Thằng này cặp chỗ này còn quân không nhỉ? Hy vọng vùng này nó nổi loạn lên để khôi phục lại một cái đế quốc ở đây đã bị sụp đổ. Bây giờ ôi trời ơi, căng nhỉ. Chẳng nhẽ phải xây một cái nhà lính ở đây à?
hết tiền mới là vấn đề. Toàn Pompeii. Một tướng của các phe khác. À, phía Bắc không có nhiều quân. Liệu mình có giữ được không nhỉ? Ba phía là địch thế này thì Starbot mình nhỉ? Tăng tiếp điểm ngoại giao lên xem nào. I serve only Rome. Có lẽ là anh phải chơi liều thôi. Đầu tư quân sự và chúng ta sẽ phát triển quân nhân ảnh. Nhưng mà trận này nó khó nhờ. Nó toàn Lê Dương này. Mình có ăn được không? Lê Dương mình ăn được không? Tướng nữa của nhà Phong Thành. Hết tiền rồi. Tiếp tục các trận chiến ở khu vực châu Phi. Nó chỉ có hải quân đây thôi. Chưa thấy nó cử lục quân sang. Nó cử lục quân sang là mình dựa. Hay quá thằng Nubian. Tuyệt vời Nubian. Đánh Ai Cập cho anh. Rất may là mình đã ngoại giao với nó khá tốt. Mỹ Asset ok. Cho phép nó triển khai quân đội trên lãnh thổ mình. Để đánh thằng Ai Cập. Được. Sao lại chơi đốt thằng Ai Cập được rồi. Tạm thời máu mó có thể làm một cái nhà lính ở đây đã. Để phòng chiến tranh. Toán trăm. Kinh quá hạm đội nó đóng ở đây này. Đấy cặp này. Đội nó đóng khắp nơi này, chết mình. Còn không đủ quân số để có thể đánh được thành của nó. Thử xem. Khá nhiều quân. Ô, lính giữ thành của nó mới là chất. Retreat, men! Retreat! Đợi đốt quân đoàn kia lên. Rôm đỏ nó kiểm soát đến đâu nhỉ? Swift and silent as a shadow. Hay quá. Chúng ta tìm thấy được một đối trọng nữa rồi. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk. Như vậy là thằng Rôm đỏ nó chỉ kiểm soát được đến cái vùng trên này thôi. Nếu mình đánh được đến đây thì mình sẽ... Ai da. Nhưng mà vấn đề còn phía thằng Mark Antony bên này. Chờ xíu. Mark Antony đang bận với cuộc chiến ở phương Đông. Mình mà đánh chiến được Hy Lạp nữa thì mình không sợ chúng nó đâu. Được. Chiến đây. Sao phải xoắn. Liều ăn nhiều. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi.
Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.